Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp của kênh Tin Mới. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, đây là khoảng thời gian để chúng ta có thể nghỉ ngơi, thư giãn và cập nhật những thông tin đáng chú ý nhất trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây hãy cùng điểm qua những nội dung chính có trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 11 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, tình hình lũ lụt ở Trung Quốc vẫn đang diễn biến nghiêm trọng. Trong bối cảnh mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra nhiều nơi, đặc biệt là tại miền Trung nước này. Chỉ sau một ngày gỡ bỏ cảnh báo mưa lớn, Trung Quốc lại tiếp tục ban bố cảnh báo mưa lớn màu vàng, mức cảnh báo thứ hai trong hệ thống gồm 4 cấp. Một đợt mưa lớn đang diễn ra tại các tỉnh Tứ Xuyên, Thiểm Tây, khu vực sông Hoài và sông Hoàng Hà. Hiện Trung Quốc đang cùng lúc phải chống chọi với lũ ở cả 3 con sông lớn nhất, gồm sông Trường Giang, sông Hoàng Hà và sông Hoài. Cuối tuần qua, mực nước tại hồ chứa đập Tam Hiệp, con đập lớn nhất thế giới nằm trên sông Trường Giang, đã lên tới 164,18m, mức cao kỷ lục kể từ khi con đập này được xây dựng. Tuy nhiên, giới chức Trung Quốc bác bỏ thông tin cho rằng đập Tam Hiệp có nguy cơ bị vỡ và không ngăn được lũ lụt tại các khu vực ở hạ nguồn. Ngày 10 tháng 8, Ban Chỉ đạo Phòng chống lũ lụt, bão hạn hán quốc gia của Trung Quốc đã thông báo duy trì cảnh báo cấp 2 đối với công tác phòng chống lũ ở sông Trường Giang, còn gọi là sông Dương Tử và sông Hoài. Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết sẽ phân bổ thêm khoảng 118,7 triệu đô la Mỹ cho quỹ cứu trợ khẩn cấp nhằm khắc phục ảnh hưởng lũ lụt đang tàn phá nhiều khu vực trong gần 2 tháng qua. Bộ Tài chính Trung Quốc sẽ dành một quỹ cứu trợ khẩn cấp 830 triệu nhân dân tệ, khoảng 118,7 triệu đô la Mỹ cho 12 khu vực cấp tỉnh, trong đó có Hồ Nam, Hồ Bắc và An Huy, những nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt năm nay. Khoản cứu trợ sẽ được sử dụng để sửa chữa các cơ sở bảo tồn nước, các cơ sở sản xuất nông nghiệp và mua nguyên liệu nông nghiệp để sản xuất sau thảm họa. Cho đến nay, Bộ Tài chính đã phân bổ tổng cộng 1,29 tỷ nhân dân tệ, khoảng 184,5 triệu đô la Mỹ cứu trợ lũ lụt và phục hồi sản xuất nông nghiệp. Số liệu mới nhất Bộ Quản lý Khẩn cấp cho biết khoảng 23,85 triệu cư dân đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở 24 khu vực cấp tỉnh trên khắp đại lục kể từ đầu tháng 8, khiến 31 người thiệt mạng hoặc mất tích và hơn 2 triệu người phải di rời. Lũ lụt theo mùa tấn công phần lớn Trung Quốc hàng năm, đặc biệt là ở khu vực miền Trung và miền Nam. Trong tháng 7, lũ lụt ảnh hưởng chủ yếu tới các vùng phía Nam và nhiều trận mưa lớn tiếp tục đổ bộ vào khu vực trung tâm cũng như phía đông Trung Quốc những tuần gần đây. Ở một số nơi, ứng phó khẩn cấp về kiểm soát lũ lụt được nâng lên mức cao nhất. Theo chính phủ Trung Quốc, tình hình mưa lớn kéo dài và lũ lụt ồ ạt có thể châm ngòi cho hiện tượng thiên nga đen Black One, đều không thể đoán trước nằm ngoài dự kiến, gây ra những hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc khoảng 94.000 con đập già cỗi tại Trung Quốc đang đối mặt với những hiểm họa tiềm ẩn sau nhiều ngày mưa lớn và thời tiết cực đoan. Trong một cuộc họp báo gần đây, Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Diệp Kiến Xuân phát biểu rằng ông tin tưởng các dự án kiểm soát lũ tại các con sông lớn có khả năng ứng phó lũ lụt lớn nhất xảy ra tính từ thời điểm thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tới nay. Tuy nhiên, Thứ trưởng vẫn lên tiếng cảnh báo tình trạng mưa lũ quá lớn có thể phá vỡ khả năng chống chịu tại những con đập có quy mô nhỏ hơn, gây ra tình huống thiên nga đen. Nhận thức được rủi ro này, chính quyền Trung Quốc đã củng cố, nâng cao những con đập cũ và đẩy mạnh kiểm tra các đập mới được lên kế hoạch tăng khả năng trữ nước. Trở lại thập niên 1950 đến năm 1960, hàng nghìn con đập được xây dựng để khắc phục tình trạng hạn hán tại Trung Quốc. Khi đó là quốc gia có phần lớn diện tích đất phục vụ nông nghiệp. Theo dữ liệu của Bộ Thủy lợi Trung Quốc, trong khoảng từ năm 1954 đến năm 2005, các con đê đã vỡ tại 3.486 hồ chứa nước do chất lượng thi công không đạt chuẩn và quản lý kém. Dữ liệu chính thức cho thấy tại Quảng Tây, lượng mưa và nhiệt độ trung bình trong khoảng từ năm 1990 đến năm 2018 cao hơn đáng kể so với 32 năm trước. Lũ lụt tồi tệ nhất trong hàng chục năm qua đã làm dấy lên những lo ngại về nguy cơ rất nhiều con đập đã tới giới hạn cực đại tại Trung Quốc. Hàng triệu người đang sống trong nỗi lo vỡ đập và khiến cho cuộc sống của họ bị đảo lộn và thậm chí còn cướp đi sinh mạng của họ. Người dân huyện Dương Sóc thuộc khu tự trị dân tộc Trang Quảng Tây vẫn chưa thể quên được thời khắc kinh hoàng khi con đập ở địa phương này bị vỡ hồi tháng trước sau những trận mưa lớn. Chúng tôi không biết con đập vỡ như thế nào, chỉ nhớ lúc ấy khắp nơi đều ngập lụt nghiêm trọng. Chúng tôi chưa từng thấy cảnh tượng khủng khiếp như thế trong đời. Hơn một tháng, mưa lớn bất thường ở miền Trung và miền Nam Trung Quốc khiến nước tràn bờ các con sông tạo ra những trận lũ lụt tồi tệ nhất trong hàng chục năm qua. Lũ lụt đồng thời làm dấy lên những lo ngại xung quanh hàng chục nghìn đập thủy điện khắp Trung Quốc.
các con đập ở đây hầu như đều được xây khoảng 53 năm rồi. Nếu không xây dựng lại hoặc trùng tu chúng thì nguy cơ vỡ đập có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Mưa đặc biệt lớn những ngày thường xảy ra tại khu vực miền Trung và Nam của Trung Quốc trong tháng 6 và đầu tháng 7. Nhưng mùa mưa năm nay có diễn biến tồi tệ, khiến nền kinh tế Trung Quốc càng thêm chao đảo sau những căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung. Cơ quan khí tượng Thủy văn Trung Quốc dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục đổ xuống trong những ngày tới, khiến tình trạng ngập lụt thêm trầm trọng. Khoảng 40 triệu dân sống tại nhiều tỉnh của Trung Quốc đã gánh chịu tác động của lũ lụt, gây thiệt hại trực tiếp cho nền kinh tế ước tính ở mức 11,5 tỷ đô la Mỹ. Ít nhất 28.000 ngôi nhà đã bị phá hủy, hàng triệu người dân mất nhà cửa miền Nam Trung Quốc đã phải gánh chịu hàng loạt các đợt mưa lớn liên tục từ đầu tháng 6 cho đến nay. Mặc dù theo nhận định của các chuyên gia nước này, đợt mưa lũ này không lớn bằng trận đại hồng thủy trên toàn bộ lưu vực sông Trường Giang vào năm 1998, nhưng trên thực tế nó đã gây áp lực lớn lên không ít các sông hồ lớn nhỏ vào trung du hạ lưu của dòng sông này. Vậy nguyên nhân gì khiến cho Trung Quốc hứng chịu các trận mưa lũ nghiêm trọng hơn mọi năm? Hàng năm từ tháng 6 trở đi, Trung Quốc sẽ bước vào mùa lũ, đặc biệt là thời điểm ngày 1 tháng 8 đến ngày 22 tháng 8, được xác định là giai đoạn then chốt trong công tác phòng chống lũ ở nước này. Đây cũng là thời điểm mưa lũ tập trung ở khu vực miền Bắc Trung Quốc. Tuy nhiên, năm nay cả miền Nam và Bắc nước này đều được dự báo là mưa nhiều hơn hàng năm và tình hình thời tiết diễn biến phức tạp. Số liệu thống kê cho thấy, từ đầu mùa lũ đến nay, miền Nam nước này đã xảy ra 8 đợt mưa lớn trên diện rộng. Lượng mưa trung bình trên lưu vực sông Trường Giang tính đến hết ngày 10 tháng 8, nhiều hơn hàng năm 30%, nhiều nhất kể từ năm 1961 đến nay. Theo chuyên gia khí tượng Trung Quốc, do nước này nằm trong khu vực nhạy cảm của biến đổi khí hậu toàn cầu, làm trái đất nóng lên. Do vậy, từ nhiều năm nay, số ngày mưa lớn và hiện tượng mưa cực đoan của nước này ngày càng tăng lên. Hiện tượng mưa nhiều thời gian gần đây ở trung hạ lưu sông Trường Giang cũng chịu sự tác động của khí hậu nóng lên, gây ra ngày càng nhiều các hiện tượng thời tiết cực đoan này. Ngoài ra, năm nay do hiện tượng áp cao cận nhiệt đới tương đối mạnh thêm vào đó là không khí lạnh hoạt động thường xuyên. Sự giao thoa giữa không khí lạnh và ấm đã làm cho lưu vực sông Trường Giang liên tục xảy ra mưa lớn. Lũ lụt nghiêm trọng được đánh giá là có 100 năm tại Trung Quốc đang làm dấy lên lo ngại với nguy cơ đập Tam Hiệp, một dự án thủy điện lớn nhất thế giới đạt đến giới hạn cực đại. Không những thế, tình hình hiện nay cũng đang làm gia tăng lo ngại về nguy cơ từ 94.000 con đập nhỏ hơn trên khắp Trung Quốc, trong đó có những đập nước đã có hàng chục năm tuổi. Lượng nước tại hồ chứa đập Tam Hiệp hiện cao hơn 12 mét so với giới hạn lũ tại đây. Truyền thông Trung Quốc cho biết, lưu lượng nước đổ về hồ là 51 triệu lít trên giây vào thời điểm mưa lớn nhất vào hôm 8 tháng 8. Theo thiết kế, con đập chỉ có thể xử lý lưu lượng nước tối đa đổ về là 83.000 lít trên giây. Trong khi cơ quan khí tượng Thủy văn Trung Quốc dự báo, mưa lớn sẽ tiếp tục đổ xuống sông Dương Tử trong những ngày tới, khiến tình trạng ngập lụt thêm trầm trọng ở khu vực đồng bằng ven sông. Đập Tam Hiệp được thiết kế nhằm ngăn chặn lũ lụt tại khu vực hạ nguồn của sông Dương Tử. Tuy nhiên, khoảng 40 triệu người dân sống tại nhiều tỉnh thành của Trung Quốc, nơi sông Dương Tử chảy qua đã phải chịu tác động của lũ lụt. Hàng nghìn con đập đã được xây dựng tại Trung Quốc trong những năm từ 1950 đến 1960 để giúp lĩnh vực nông nghiệp đối phó với hạn hán. Tại làng Thượng Tây, huyện Dương Sóc, thuộc khu tự trị dân tộc Trang, tỉnh Quảng Tây, con đập này cũng được xây dựng với mục đích tương tự. Chúng tôi xây đập nước vì ở đây thường có hạn hán, vì thế chúng tôi quyết định xây hồ chứa nước vì nó có thể bảo vệ cuộc sống của chúng tôi. Chúng tôi lấy nước từ đập để tưới cho cây. Đợt mưa lũ năm nay, dù phần lớn các lo ngại xoay quanh đập Tam Hiệp, mối hiểm họa trước mắt cũng có thể đánh từ 94.000 con đập lớn nhỏ nằm rải rác khắp các con sông ở Trung Quốc. Nhiều công trình đã được xây dựng từ những năm 1960 hay thậm chí từ những năm 1950. Mỗi con đập ở đây đều khoảng 50 tuổi, ngay cả các tòa nhà dân sinh đều được 50 năm. Thì cũng có một số nguy hiểm, nếu không bảo trì thì các đập nước này sẽ không thể chịu được lâu. Mấy năm qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng đã làm gián đoạn công tác bảo trì thường xuyên, cũng như đào tạo nhân viên suốt mùa đông và mùa xuân. Các kế hoạch đại tu cũng bị đình trệ. Nhiều con đập nhỏ ở Trung Quốc thiếu hụt nhân viên bảo dưỡng có tay nghề do lao động trẻ ở các vùng nông thôn đã chuyển tới các thành phố lớn. Nhà chức trách Trung Quốc hiện lo ngại mưa lớn kèm lũ lụt có thể di chuyển về miền Bắc trong những ngày tới. Hôm vừa qua, các quan chức giám sát sông Hoàng Hà, con sông dài thứ hai tại Trung Quốc chảy qua các thành phố lớn như Bắc Kinh và Trịnh Châu, tuyên bố trận lũ mới bắt đầu. Thưa quý vị, một người thiệt mạng và 7 người mất tích sau một trận lở đất tràn qua một công trường xây dựng đường cao tốc ở miền Trung Trung Quốc ngày 9 tháng 8. Thông tin trên được các quan chức ở tỉnh Hồ Bắc cho biết trong một bài đăng trên tài khoản WeChat của tỉnh. Các quan chức chính quyền địa phương cho biết rằng họ đang cố gắng ngăn chặn các thảm họa khác trong khu vực khi các hoạt động xây dựng vẫn đang tiếp tục. Theo một bài đăng trên WeChat,
Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã kích hoạt phản ứng khẩn cấp mức độ 4 và cử một nhóm công tác đến hiện trường để hướng dẫn xử lý tình trạng khẩn cấp. Ngoài ra, Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã kích hoạt hệ thống ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 đối với thảm họa địa chất và cử tổ công tác đến hiện trường để hướng dẫn xử lý khẩn cấp. Theo Tân Hoa Xã, Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc còn kêu gọi các cơ quan chức năng tìm ra nguyên nhân gây ra vụ lở đất. Trận lở đất xảy ra trong bối cảnh mưa lớn và lũ lụt đang hoành hành khắp Trung Quốc, khiến hàng chục nghìn người phải sơ tán. Mưa xối xả ở một số vùng của Trung Quốc trong vài tuần qua đã dẫn đến một số vụ lở đất chết người. Tháng trước tại tỉnh Tứ Xuyên, 19 người thiệt mạng trong vụ lở đất tại một hầm mỏ và 4 người khác thiệt mạng do mưa lớn trong thời gian ngắn gây sạt lở đất. Chính phủ Trung Quốc đã ban hành khuyến cáo về mưa và nhiều thiên tai khác nhằm giúp chính quyền các địa phương chuẩn bị và ứng phó nhanh chóng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.